Bình thường nếu như mà tìm được một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi số sàn mà form dáng máy móc đem ngon thì đã khó rồi. Thì rất là may mắn cho một bác ở Hải Dương cùng khu vực em Hương đang sống này. Trước kia thì cũng sở hữu một chiếc xe Innova đây, nhưng mà bây giờ già rồi không đi đến nữa thì đã bán lại cho bên em Hương. Một chiếc xe Innova số tự động, số tự động nha các bác nhé, đời 2010, form dáng máy móc cực ngon cho em. Giá chào bán là 330 triệu. Ôi, 330 triệu này, một chiếc xe số tự động 7 chỗ ngồi cực đẹp luôn. Đi dịch vụ, đi taxi, đi gia đình đều ok, rất là nhàn nhé. Các bác nhìn cho em luôn, nhìn thẳng luôn, với lớp sơn màu bạc đẹp chưa. Sắc led cho em, cụm đèn hờ pha phía trước thì halogen siêu sáng này. Có đèn gầm này, các bác nhìn này, tất cả những đường dập lối này cực kỳ khỏe khoắn luôn. Innova mà, 7 chỗ ngồi, số tự động 2010. La răng này các bác nhìn này. Đó, có phanh ABS này, la răng hình đây. Quay luôn cả gầm bệ cho khách hàng nhà mình xem nhé, không hề mục mọt, gầm bệ rất là cao, thoáng luôn. Từ 2010 mà vẫn giữ được một cái form dáng rất là đẹp. Các bác nhìn này, đáng lẽ là hôm nay nếu như mà trời nắng hơn một chút thì nhìn cái nước sơn và form dáng nó sẽ đẹp hơn, nhưng vì hôm nay Hải Dương bên em trời đang rất là âm u nên nhìn cái nước sơn nó hơi bị tối. Nhưng nếu như nhìn bên ngoài và chạy nhìn trực tiếp thì rất là đẹp luôn ạ. Các bác nhìn cho em nhìn kỹ này, móc tay nắm cờ cửa này, ốp mạ chrome cao cấp đẹp rồi. Số tự động 2.0, đời 2010, Innova số tự động đây, rất là đẹp, gọi là đẹp căng luôn. Có màn hình giải trí cỡ vừa này, điều hòa nóng lạnh hai vùng hai chiều, lấy gió, sấy sưởi kính, lấy vị trí trong ngoài. Nếu như những dòng trước thì nó sẽ là bằng auto, thì dòng này mình sẽ là auto chạy bằng cơm. Vặn cho em, vặn một chút thôi không sao cả, quan trọng là hệ điều hòa của em nó rất là mát. Các thanh gió điều hướng này, các lúm nhựa cứng hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Các bác nhìn này, đó, mát cứng luôn, mát mát dã man. Vừa em đánh con xe lên, ôi nghĩ bụng xong chiếc xe Innova nó lại mát thế nhỉ. Điều hòa này, với cái túi khí an toàn trang bị cho em ở trên phần, đây gọi là gì nhỉ, cái lắp vào phần tablo, tự dưng quên mất, tablo này. Túi khí an toàn trang bị ở trên cả phần vô lăng. Vô lăng thì thiết kế 4 chấu như thế này, không cái phần này lắm thì nó rất là vừa tay, không hề bị to như những cái dòng xe 4-5 chỗ đâu. Dòng 7 chỗ này thiết kế vô lăng rất là to, chắc các bác sợ là xe 7 chỗ ngồi sẽ bị mỏi đúng không ạ, nên thiết kế rất là nhỏ gọn thôi. Cụm đồng hồ thiết kế đây, hơi quá một chút, khó nhìn một chút rồi, tối quá. Có tắt bật cảm biến cho em nhé, xe cũng có cảm biến này. Cổng sạc cho em này, đây cổng sạc các bác nhìn này, cái đầu USB này, tẩu thuốc này, sấy sưởi kính này đây. Và đây là cần số của chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp cho em. Phanh tay này, ghế da nhiều, trời ơi, một bộ ghế da gọi là trường tồn theo thời gian, ghế da đẹp dã man, ghế da zin đẹp dã man ạ. Dã man thì các bác phải biết như thế nào đấy, trần lỉ zin theo xe luôn. Tất cả những cái đèn này bình thường các bác không dùng đến mấy đâu, nhưng mà thôi có cũng được vì nó không lo cái đèn trần rất ok này. Điều hòa đây nhá, tí sang hàng ghế sau thì cái phần này là khu vực của điều hòa này, tắt bật này, nếu như nóng lạnh thì mình tắt bật đi cho em. Đấy là khu vực điều hòa này, ghế da zin đẹp luôn. Thật sự phải nói là ưng ý khi mà thợ thì em bắt được một chiếc xe Innova số tự động đẹp căng như thế này. Táp ly cửa này, kính này, gương kính cụp chỉnh auto này, móc tay khóa tay cầm các bác nhìn này, sáng choang. Bên phần dưới táp ly này sẽ là một cái phần bằng nhựa da mềm cao cấp đẹp cho em. Quay cho mình keo chỉ zin ở cánh cửa này, keo cho mình quay chỉ zin cánh cửa này. Một cái lỗ thoát nước cực tròn xoe này, lốt đinh tán đẹp căng. Từng con ốc đời 2010 mà từng con ốc còn đẹp zin như thế này nhá, các bác nhìn kỹ cho em này. Đi xem xe các bác thì có thể mời cần đến là, một là người nhà mình biết một chút gì đấy về xe, hai là mình có thể mời thợ đến xem. Thì đối với dòng này em cam kết cho mình tự tin luôn, các bác cứ cho thợ đến đây xem thợ thì các bác sẽ nói gì về chiếc xe nhà em, có mua được với giá là 330 triệu và có chê cái điểm gì không ạ. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn nguyên, gương kính thì liền đời theo xe, ghế da, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba cực kỳ rộng rãi luôn. Điều hòa nóng lạnh này các bác nhìn này, bên khu vực bác tài thì hàng ghế điều hòa sẽ phần trên này, hàng ghế thứ hai có vùng điều hòa riêng này, hàng ghế thứ ba cũng có vùng điều hòa riêng này. Tắt bật vào cái nút kia nhé, nên là các bác ngồi vào khoang vị trí nào cũng đều mát cho em, không sợ bị nóng đâu ạ, đều mát cho em. Lốp xe còn rất là tương, rất là mới, với khanh giờ khe rãnh còn rất là sâu này. Phanh đây ạ, hệ thống phanh này, la răng đẹp này, gầm bệ rất là cao luôn. Một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi. Đây là một chiếc xe Innova bản V cho em nhé, bản V xịn này.
có hai mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ. Vậy là có màn hình giải trí này, cam lùi này, cảm biến này, bản V xịn rồi. Biển 34 bánh đậu xanh này. Khoang cốp của em nó thì đây, khi các bác ngồi đủ thì sẽ là ba hàng ghế, thì là cái khoang cốp chừa lại chỉ còn tầm 4-50 phân vậy thôi và dài. Nhưng khi không ngồi hết khoang cốp, không ngồi hết hàng ghế thứ ba thì sẽ là một phần khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho khách hàng nhà mình. Khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản này, như là hình cái oán luôn, tam giác như thế này, hai vùng rõ rệt đen và đỏ sắc nét, không hề hấp hơi hay mờ nước. Gầm bẹ đẹp luôn, gầm cao nên em sẽ cui xuống này. Lốp sơ cua thì cũng còn nguyên cho em nhé, lốp sơ cua này. Gầm sàn bẹ cực kỳ chắc cho em. Đây, quay luôn góc nghiêng cho các bác xem. Hôm nay thì thời tiết nó hơi bị âm u một chút nên nhìn cái màu nó không được đẹp như mọi lần. Nhưng em nhìn bên ngoài rất là ưng ý luôn. Một chiếc Innova đời 2010 bản V xịn. Gương kính liền đời theo xe, từng ô kính nhỏ nhất cũng đều liền đời cho em. Có vì chắn mưa rồi. Tay lắm cửa ốp mạ chrome cao cấp. Lốp xe gầm bẹ cực kỳ mới này. Một chiếc xe mộc nên là không tránh được nó sẽ hơi bụi một chút. Nhiều bác thắc mắc là Hương ơi sao lần nào anh em cũng thấy em video xe bẩn thế. Bẩn là vì sao? Bẩn là về phát em quay luôn. Tình trạng xe mộc mà các bác đã yêu rồi, khi mà em còn dọn dẹp lên một chút, đánh bóng sơn si, cho một tí son môi phấn má vào thì con mà xinh xuất sắc luôn đúng không ạ? Nên em tự tin, mộc em vẫn quay. Nhiều khách hàng biết thực tế của xe luôn. Đấy là một điểm khác biệt giữa bên và những bên khác. Bên khác bán nào không biết, người ta có thể dọn đẹp căng lên, dọn cho khách hàng nhà mình nhìn về bên ngoài không chê được một điểm nào. Nhưng em không. Về phát em sẽ nghe quay luôn hình ảnh ban đầu hiện đại thực trạng của nó, tình trạng như thế nào thì em sẽ quay luôn như thế. Rồi sau đó khách hàng yêu thích đến bên em xem xe, khi em giao xe cho khách hàng nhà mình thì sẽ là một siêu phẩm sạch sẽ gọn gàng cho mình luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, mộc luôn, bánh còn rất là nhiều bùn đất. Xin nhan trên gương. Đèn pha này các bác nhìn này, siêu sắc nét, siêu to bản luôn. Biển 34 bánh đậu xanh. Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem khoang động cơ máy móc nhé. Innova 7 chỗ ngồi số tự động đời 2010, 330 triệu. Trang bị động cơ là 2.0. Những bác nào thật sự quan tâm và yêu thích dòng Innova này, nhấc máy lên và gọi cho em qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn, cũng như là để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Innova em đang chào bán tới đây mình đây. Xuất sắc chưa? Khoang động cơ các bác nhìn này, tai đèn em sẽ quay góc nghiêng như này. Những bác nào chỉ cần biết một chút về xe thôi thì chỉ cần nhìn qua cái khoang động cơ máy móc của em này. Đây nhá, em quay luôn này, đây là bụi này. Đó, nếu như mà em xịt thôi thì khoang động cơ máy móc của em này rất là đẹp luôn, sạch sẽ luôn, nhưng chỉ bụi thôi. Nếu em chỉ cần xịt bụi đi một phát thôi thì các bác có thể thấy đấy. Vì đây là một chiếc xe của dân dùng nên là bác chủ cũ không đi đến mấy. Giờ đến tuổi của các bác đấy rồi là không thích ô tô nữa rồi, là thích đi xe đạp quanh quanh trong xóm cùng các bác. Các ông về hưu tập thể dục rồi, ô tô với các bác đấy giờ không làm một cái gì nữa rồi. Trước kia có thể bỏ ra hàng mấy chục cây vàng để mua ô tô, nhưng bây giờ thì không làm cái gì rồi, bây giờ phải đi xe đạp. Nên là xe chỉ để không thôi, nên là bán đi cho đỡ chật, nên là rất là may mắn khi mà bên em Lê Hương đã có thể kết nối và mua được chiếc xe của bác, rất là ưng ý luôn. Vừa rồi em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Innova đời 2010 số tự động, trang bị động cơ là 2.0, em đang bán là 330 triệu. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác có thể gọi ngay cho hotline cho em là 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn, cũng như là để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ. Và đây là bên trong của khoang động cơ của chiếc Mazda Fremacy đời 2002, 7 chỗ ngồi số tự động, trang bị động cơ là 1.8 nhé. Em sẽ quay kỹ cho mình này. Thương hiệu thì nó vẫn là thương hiệu thôi, luôn luôn là sản sinh ra những dòng xe quá là chất lượng luôn. Năm 2022, năm 2002 là 20 tuổi mà giữ cho mình được một cái phong độ nhất định luôn. Ngay từ cái thảm cũng như cái lỉ này, dù thời gian có bào mòn, có hơi xấu, hơi cũ nhưng vẫn còn giữ được nguyên chắc chắn như thế này. Vừa giảm tiếng ồn, vừa cách nhiệt cho em. Quay thật là sát, thật là kỹ này, tai đèn này,
không đâm xô, không ngập nước rồi. Chỉ là đời hơi sâu, các bác nghe đời hơi sâu khả năng là sẽ không thích. Nhưng mà em vẫn quyết định nhập về thì các bác phải hình dung là số máy nó cực chất như thế nào. Điều hòa, hệ thống bên trong máy rất là ngon lành luôn. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết về chiếc Mazda Fremacy đời 2002, giá chào bán là 172 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về chiếc Mazda 7 chỗ ngồi này, nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và cũng đừng quên rằng vào 11:30 các ngày trong tuần và khung giờ vàng đấy thì em sẽ có buổi báo giá fan trên fanpage trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương, báo giá và cắt lỗ rất là nhiều những dòng xe. Nên là bác nào mà quan tâm thì cứ 11:30 vào kênh fanpage của em sẽ có buổi báo giá trực tiếp nhé. Và đừng quên ấn nút theo dõi cũng như đăng ký kênh để khi em Hương update video lên, các bác sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Yêu thích dòng xe nào, phân khúc tầm tiền nào hợp kinh tế nhà mình thì nhấc máy và alo cho em ngay ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.